Sáng giờ mình gặp ai mình cũng hỏi: anh ơi chị ơi, trái vả ăn được không? Người ta trả lời tôi sao biết không mọi người, trái vả là trái gì mày? Đó, ở trong miền Nam tôi ít ai biết trái vả lắm mọi người. Thường cái cây trái vả này nó có nhiều ở Huế á, hiếm hồi gì lắm ông anh Bảy tôi xin cho tôi vài trái. Hôm bữa cũng coi cái clip thấy người ta ăn ngon dữ dằn lắm, kiếm cho bằng được hái về cho Sen Đá ăn nè. Chắc có thể là mùi không biết á, nhưng mà tôi tìm hiểu thành phần chính trong trái vả nó rất là nhiều dinh dưỡng luôn. Ví dụ 100g trái vả đi thì nó có 1.3g protein, 0.3g chất béo, có vitamin B, B2, B3, B5, B6, rồi vitamin C, canxi, magie, ăn cực kỳ là tốt cho sức khỏe luôn. Nhưng mà đặc biệt là gì mọi người biết không? Trong trái vả nó có cái chất chromarin ngăn ngừa được mấy cái bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư víu. Rồi bây giờ hái được mớ đem vô cho Sen Đá. Vả này thì mình làm được nhiều món, hầm với giò heo, làm gỏi hay ngâm chua cũng được. Nhưng mà khoan đi, trước tiên mình sẽ ăn sống nó coi như thế nào. Đem vô Sen Đá hỏi: anh hái trái gì ở đâu vậy? Anh hái trái vả ăn, chinh vả em lắm rồi đó. Rồi bây giờ đem vô rửa cho thiệt là sạch. Lưu ý chút xíu là trái vả này nó hơi nhiều mủ, mọi người gọt vỏ thì gọt dưới vòi nước mới được nha. Tôi nhớ một câu hỏi: anh ơi, hai anh yêu 5-6 năm trời mà sao chưa chán nữa? Em yêu thằng người yêu em mới có 1 năm mà chán dữ lắm, chán anh ơi. Anh có cách nào, biện pháp gì, công dụng gì chỉ em chứ. Thiệt ra thì bạn đang trong cái giai đoạn tình yêu nhàm chán đó. Cái này chỉ là cái trạng thái tạm thời mà cặp đôi nào cũng phải trải qua đó. Mình phải cố gắng vượt qua. Cái cách là mình phải làm mới cái tình yêu của mình. Còn làm mới thì sao thì bạn tự phải biết. Rồi thôi bây giờ quay lại với cái chủ đề chính là ăn trái vả. Cuối cùng mình cũng có cái trái vả rồi mọi người. Mình gọt 4 trái, còn lại mình sẽ đem đi hầm xương hay là mình kho mình ăn thử coi nó ngon như thế nào nha. Nghe nói mọi người ăn nó rất là ngon. Nếu mà mọi người ăn giống chung mà Sen Đá chấm muối ớt ăn trực tiếp giống vậy thì nó giúp mình rất là hay cho giảm cholesterol, hay hơn nữa là giảm cân đó. Còn ai bị viêm loét dạ dày, đi sấy khô trái này rồi nghiền ra pha với nước uống mỗi ngày 1 lần, hay đại tài. Rồi bây giờ bắt đầu ăn coi như thế nào. Ồ, ngon. Không cho ăn nữa ha. Thôi cốt nha. Có không? Sao chán gì mà ăn được. Có mùi mũ mọi người. Em gọt ra cho mọi người xem. Ở trong bọng thì gì nó nhẹp đây Cái trái này mình gọt hơi vỏ xanh mọi người. Đây. Ở trong nó không có hộp mà sao mà nó có lòng. Có lòng. Ăn cái mùi thì nó ngon hơn trái gòn nha. Ủa nó có chua rồi, trong nó canh chua trời. Nó không chua ta. Nó giống như trái ổi vậy. Ừ. Ngon. Có cái ăn lần đầu hơi khó ăn. Trái sống quá ăn hơi khó rồi. Trái này ăn ngon rồi. Giòn. Em gọt cái trái chín cho mọi người coi thử nè. Trái này chín rồi mà gì. Ở trong nó long long mọi người. Quên ở những người nào mà hay hạ đường huyết đồ không được ăn nha. Ai mắc bệnh gan thận cũng không được ăn luôn. Nếu mà ai bị tiểu đường cũng không được ăn luôn nha. Người nào bị bệnh gút, bệnh xương khớp cũng không có ăn luôn. Hơi mũ lắm. Hơi mũ, ở trong có lông, không có hột nha. Cái trái vả không có hột mọi người. Rồi sao ta trồng được đó. Rồi ok mọi người, Sen Đá sẽ ăn tiếp tục cho mọi người. Ôi, sụt sụt kia, mũ quá mũ. Này chiên lên giống trái sake không ta? Chín. Lâu chín thì nó đỡ chát hơn, mặn mềm hơn, nó không có giòn bằng trái sống. Rồi kết luận là cái trái vả này ăn giòn giòn, nham hồi nó sẽ béo béo, không có vị chua mọi người. Mà cái mùi nó cũng không có đặc trưng nha mọi người. Này chấm guốc chắc ngon dữ. Đúng rồi, cái này chắc chấm guốc ăn được nè. Ok mọi người.